nội soi tiêu hóa tiền mê. Bước 1. Chuẩn bị bệnh nhân. Bác sĩ gây mê sẽ khám và đánh giá kỹ tình trạng bệnh nhân trước khi thực hiện, kiểm tra tiền sử, các bệnh lý liên quan có thể ảnh hưởng tới nguy cơ khi tiến hành nội soi, hướng dẫn và giải thích thủ thuật về thuốc sử dụng cho bệnh nhân. Bệnh nhân soi dạ dày cần nhịn ăn tối thiểu 6 giờ trước khi nội soi. Bệnh nhân soi đại tràng cần được thụt tháo làm sạch đại tràng trước khi soi. Bước 2. Tiến hành nội soi tiền mê. Nội soi tiêu hóa có sử dụng thuốc tiền mê. Khách hàng sẽ được sử dụng thuốc an thần tiêm tĩnh mạch làm mất cảm giác đau và cảm giác khó chịu trong khi nội soi dạ dày và đại tràng, giúp thủ thuật nội soi tiêu hóa trở nên nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn, giảm thiểu nguy cơ so với nội soi thông thường. Nội soi tiêu hóa có sử dụng thuốc tiền mê là một thủ thuật tương đối an toàn, ít rủi ro. Khi sử dụng dịch vụ nội soi tiêu hóa tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, khách hàng sẽ được các chuyên gia giàu kinh nghiệm trực tiếp thực hiện trên hệ thống máy nội soi CV190 Olympus hiện đại hàng đầu hiện nay, quy trình nội soi khép kín, khử khuẩn an toàn chuẩn quốc tế. Bước 3. Kết thúc tiền mê. Thời gian thủ thuật tiền mê phụ thuộc vào thời gian nội soi, bệnh nhân gần như sẽ tỉnh ngay sau kết thúc cuộc soi. Thời gian thủ thuật này thường ngắn, lượng thuốc an thần ít nên không hại đến sức khỏe. Bệnh nhân được chăm sóc, theo dõi tại phòng hồi tỉnh đến khi tỉnh hẳn và xuất viện.